dứt điểm. Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-0. Bàn thắng đến khá bất ngờ. Ở phút thứ 75, U23 Việt Nam đang nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Mạc Hồng Quân là cầu thủ làm tường. Một pha mở bóng quen thuộc của Mạnh Hùng. Không như vậy, Mạc Hồng Quân mới chính là người ghi bàn. Mạc Hồng Quân là người đã tung ra cú dứt điểm lập bập.